Vâng, này xin chào toàn thể các bác. Thì sau khi một cái Tết thì thông thường là nhà ai cũng hay có một cây đào như thế này và sẽ phải trồng lại. Thì hôm nay tôi rất là vui để gặp lại các bác trong một cái nội dung video chia sẻ về cái kỹ thuật trồng cây đào sau khi Tết. Thì rất là đơn giản thôi. Việc đầu tiên ý là mình phải lựa chọn được một cái địa điểm mà mình trồng làm sao để sau này sang Tết sang năm ấy có thể không cần đưa vào trong nhà mà vẫn chơi được. Ví dụ đây tôi lựa chọn là ở một vị trí là cái phía cổng đi vào. Đây là phía cổng này, thì nó sẽ đi dọc theo đây. Bên này cây bưởi rồi, nhưng mà vì cây đào này cái diện tích nó không quá lớn đâu, cho nên là trồng ở vị trí này cũng được. Thì đây là cái hướng thẳng cổng đi vào và rất là thuận tiện. Thì cái việc trồng thì đơn giản là bây giờ mình ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn một cái hố đây rồi. Có thêm một chút phân này là phân lẫn với chấu để rất là lâu rồi. Tí nữa trồng lấp đất rồi mà bón luôn bên ngoài. Thì bây giờ đây là một cây đào này, còn nguyên. Đấy, hoa tàn hết rồi. Bây giờ tôi sẽ nhờ hai anh em nhấc xuống và đặt vào hố thôi và lấp đất lại. Rồi nhấc hộ em phát. Rồi đặt ra ngoài đã, để cắt cái. Rồi đặt ở. Vì là chỉ chơi có mấy ngày Tết thôi nên hôm mua về tôi còn chưa cả bỏ cái bầu ra. Đây anh lấy cái kéo này. Bây giờ thì sẽ tiến hành lấy cái kéo và cắt bỏ cái bầu này ra. Cắt bỏ cái bao ở cái bầu đất. Rồi ok, đây mà các bác thấy là cái rễ của nó đã bắt đầu đâm ra đây này. Đây, cái rễ trắng này. Cái đào thì nó sức sống của nó rất là mạnh. Nhưng mà thông thường thì người ta cũng khi mà đánh lên bầu này thì người ta cũng hay xử lý cái thuốc để cho nó được tươi hoa lâu hoặc là để hãm quá trình sinh trưởng chẳng hạn. Thì để đảm bảo an toàn ý, thì tôi tư vấn cho các bác là sau khi trồng xong thì mình sẽ dùng cái gói kích thích ra rễ này này. Mua ở ngoài cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật chỉ có 5.000 đồng một cái gói này thôi. Và tí nữa hòa nước và tưới sau khi mà mình đã trồng cái cây vào đúng vị trí và im. Và sau đấy chỉ cần tưới nước hàng ngày cho độ ẩm nó vừa phải. Đây là cái gói kích thích ra rễ của công ty Vala. Đây gọi là kích thích ra rễ này. Để nó hỗ trợ cái quá trình cái rễ cây này nó nhanh hơn. Bây giờ đặt xuống và lấp đất vào thôi. Cây này nó khô, mình nên để khô như này. Bỏ cái bao anh. Rồi đặt vào một cái vị trí chỉnh lại cho nó cân là ok. Với vị trí này mà sang năm cây này nó lớn lên thì không cần phải cắt vào trong nhà cũng vẫn lớn nếu nở hoa. Còn cái phương pháp để mà nó nở hoa đúng vào dịp Tết thì nó có rất nhiều yếu tố. Thì các bác có thể tham khảo thêm ở các cái nhà vườn khác. Còn đây là một cái nội dung tôi chia sẻ mang tính chất là cộng đồng vui vui thôi. Bởi vì tôi không phải là người làm vườn chuyên nghiệp đâu. Đây là cái vườn cây vú sữa của nhà tôi, đang rất nhiều quả này. Rồi bây giờ lấp đất rồi, lấy cái xẻng, nhặt chặt cái dây này anh ơi. Rồi lấp đất đã. Cái lớn mại dạ nào. Mùa này mùa xuân ở miền Bắc cho nên là cái không khí và cái độ ẩm nó khá là cao. Nên không lo đâu. Các bác cứ yên tâm mà. Sau khi mà lấp đất gọn gàng rồi thì sẽ phải tưới nước để cho nó im đất lại. Rồi anh tưới nước đi.
các bác tưới làm sao cho nó im đất xuống. Đấy các bác thấy khi tưới một phát là nó sẽ chặt đất lại để nó làm cái gốc cây nó im chặt, nó không bị lung lay. Thế nếu mà ở những cái vị trí mà nó có gió to thì các bác phải đóng cái cọc đây để giữ lại, để tức là nó không bị lung lay gốc thì nó mới sống. Rồi ok. Thì sau khi mà ý thì bây giờ sẽ cắt cái gói thuốc kích da rễ này cho nó, thì các bác cắt ra xong thì pha vào với nước, anh cắt hộ em phát. Mấy anh em hôm nay được ngày trồng cây. Hôm nay là mùng 10 tháng giêng đấy các bạn. Cho nên là rồi, cho vào và khoáng đều lên. Cho cải. Lần sau đừng dùng tay thế nhé. Bởi vì sao, nó cũng là thuốc bảo vệ thực vật, mình nên dùng cái que mình khoáng. Anh lại chơi bằng tay luôn. Rồi tưới đều xung quanh gốc là ok các bạn. Rồi anh cầm máy em. Rồi sau khi mình tưới như vậy thì bây giờ sẽ bắt đầu tiến hành. Thực ra là cái quá trình này thì có thể dùng sau, nhưng mà đây tiện thì tôi hướng dẫn luôn. Là cái cách cắt tỉa cái thân cành này đi. Thì đây là một cái cây nguyên bản mà người ta tạo dáng rồi. Thì nó có cái phần gốc và phần ngọn. Thế thì bây giờ các bác cắt đi. Làm sao cho nó cắt cho nó phù hợp. Ví dụ cắt thì cắt vào sâu cái vết bên trong một tí để cho nó còn cái thân thôi. Thì như thế thì sau khi đây, thì nó mới ra được cái mầm mới, nó mới mập. Tức là cắt vào sâu bên trong cái vết cắt của vụ năm ngoái. Cái mục đích của cắt này để cho toàn bộ cái rễ nó tập trung và nó nuôi dinh dưỡng, chứ nó không phải nuôi những cái mầm này thì cây sẽ rất là dễ sống. Thế còn không cắt thì nó vẫn sống, nhưng mà sang năm nó sẽ không ra được những cái nhánh như này để nó cho nhiều hoa nữa. Và cây nó rất là còi. Thì đây là mình cắt để định hình thôi, chứ còn sau thì có thể cắt tỉa lại nhiều lần làm sao cho nó đẹp nhất. Đấy, cứ mạnh dạn mà cắt thôi. Chủ yếu là mình sẽ tạo tán sau khi mà cây nó đã sống. Chứ còn giai đoạn này thì những cái vết cắt này nó không quá là ảnh hưởng đến cái. Rồi, sau khi quá trình cắt tỉa thì cây đào đã ra. Nó đã còn nguyên một cái thân như này. Thì sau một thời gian nữa mà chăm sóc thì nó sẽ tốt trở lại. Và đến thời kỳ mà thời điểm mà tùy theo thời tiết từng năm thì mình sẽ tuốt lá của nó đi để nó làm sao ra hoa đúng vào cái dịp Tết Nguyên Đán đẹp nhất, để các bác có thể chơi tiếp vào cái mùa sau. Rồi ok, xin cảm ơn hai đồng chí đã đồng hành cùng với video này. Xin cảm ơn các bác. Chúc các bác trồng cây thành công.